chúng mình sẽ cùng mẹ làm thí nghiệm chuyết giả. Ok, các bạn bắt đầu nha. Nào, bóc cái baking soda ra nào. Mỗi bạn bóc ra. Mình sẽ xịt dao màu tao cạo râu vào số baking soda này nha. Từ từ nào. Bây giờ lấy tay này. Các bạn lấy tay. Bóp lên. Cho nên là đang bị vùi mình trong tuyết, nó lạnh quá, nó đóng băng rồi, cho nên mọi người con này cũng nó cũng bị đóng băng rồi, nhưng chưa đóng băng lắm. Xé con này đi đi đi, chụp cái chụp cái chụp cái chụp cái chụp. Đây là một cái hang chụp. Đây là một cái hang chụp tuyết khác. Tớ không biết là một cái tuyết nơi đâu, lạnh lắm, tớ sợ đóng băng. Đây là hang chụp tuyết. Hang chở tuyết cho tôi vào. Không, cái hang chở tuyết nào. Hang chở tuyết cũng phải cho xe đã. Mà hang chở tuyết chỉ cho xe nghe tải của tôi, tại vì bị đổ đất đá. Tôi có xe tải. Ôi, có xe tải. Xe tải lớn to luôn.